tiền tiền năm các thứ thì chị qua tiễu qua xưởng em xong rồi cộng cho em cả tiền thuế tiền nộp các thứ xong rồi qua em thanh toán nhá. Đây bà chị này, bà chị Lệ đăng ký ở Hà Đông, chuyên cò Hà Đông, gọi là cò Hà Đông. Dạ, ok em, chúc mừng em. Đi về nhà anh đi, xong rồi anh lắp luôn. Quả này anh em hôm nay tí nữa đăng lên để anh em nào cho số, number cho số, về bờ. Anh em hôm nay mình là number sẽ đi bóng biển nhá. Xem biển của number nó như nào. Hôm nay mình là number sẽ đi bóng biển vì là quen number thì muốn nhờ mình đăng ký. Mình thì ở Hà Đông nên là mình sẽ đứng ra để đăng ký cho number. Bây giờ xem là biển bán đi như nào. Và đây là con quay của mình à. Quay tiền tỏi, không cần đội mũ luôn. Vào đây em. Ui giời, chắc đá đinh ở nhà anh rồi, đen vãi cứt ra. Đấy, phi vào đây, thế thì hôm nay là vớ vẩn lại điểm bốc ở thứ 9, chết cha. Kìa. Đây đây anh chị. Đi vào đây, đi vào đây. Đây, chứng minh thư của mình đây. Đây chưa? Đây là bà chị mà bốc biển. Siêu chậu đó, em chậu vãi cả cứt tạc. Tí nữa anh kể cho anh kể cho. Bật người nổi tiếng xem có nhiều không? Mai em vào trong Sài Gòn này. Em mai vào Sài Gòn. Xa rời nhau chẳng ai muốn vậy, để con tim của ai chúng ta đau đớn. Đúng rồi chị ơi. Vâng ạ, giờ ai sai và ai đúng, em bấm nhá. Có quan trọng vì em muốn xa rời nói thêm lòng. Đúng rồi ạ. Vâng, em muốn kể. Ui kể này xa. Đẹp rồi đấy, thân 92039 chị ạ. Thần tài nhỏ, thần tài nhỏ đẹp mà. Thật 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 th